Hồn tu nhà ta nhờ do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hàng được sự an vui. Nguyện thân nhân quá vãng thừa hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Ý đằng quá tà vô bùn nhằn đà nằng à sa quát khá già quá hằng hồ túc, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệm chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu sanh niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiểm sao. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ động giác làm sao cũng thành. Và Nam Mô Bố Tha giá. Và cái phần tụng kinh Tam Bảo và thọ quy giới, và con cũng đã đọc xong. Thì do cái phần phước phát sanh hôm nay, con xin chia đồng đều đến ngài Trí Đức và tất cả chư đại đức tăng có mặt ở trong cái room Phật giáo Nam Truyền, và được an lành trong sức khỏe. Và con cũng không quên là chia quả phước này đến cho tất cả Phật tử chúng ta được an lành trong sức khỏe để tránh những điều rủi ro. Và con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ha Dạ. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Hôm nay ngày thứ hai là ngày của thượng tọa Quán Không. Nhưng mà thượng tọa Quán Không vì mẫu thân lâm bệnh phải về Huế. Và hôm nay thì chúng tôi xin điền khuyết. Quý vị cũng thông cảm ha. Thượng tọa Quán Không đã đến sinh hoạt room của chúng ta một thời gian rất là lâu. Rồi vô hoàn cảnh bây giờ thì đang xây dựng một cái tịnh thất để có một cái nơi an nghỉ cuối cùng lúc tuổi già. Nhưng mà không ngờ mẫu thân bị bệnh nặng, tuổi già sức yếu, quý vị cũng thông cảm. Vì chữ hiếu đó là một điều rất tốt, phải về báo hiếu, phải về lo cho mẹ. Dù là xuất gia đi nữa thì cái chữ hiếu cũng phải đứng đầu. Đức Phật cho phép mà, có nghĩa là một vị tỳ kheo có thể đi khất thực về nuôi cha mẹ của chính mình. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi thấy Thượng tọa Quán Không về lo cho mẹ trong cái lúc mà bệnh hoạn thế này. Đó là cũng là một cái điều mà rất là chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong cái câu tám Phật lực, mà câu số 3 hả? Câu số 3. Chúng ta đã học hai câu rồi, bây giờ đây là câu số 3. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. A ra hằng sam ma sam bút thô bút thăng phát gọc hoa phát gọc quan tăng áp vi hoa đề mỹ hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm
Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác, thế tôn trong đời. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namassami. Pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sắc na đại ngộ khoác nhân liễu tường. Đạo vô thường đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát khỏi vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Supatipanno Phagavato Sāvakasangho Saṅkhaṁ Namassāmi. Bậc diệu hạnh Thinh Văn Thích Tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh giữ tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cũng nghiêm, cùng nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Ratanatayasavanda Mỹ. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ấn tâm bảo thùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Đoạn thứ 3 trong bài 8 Phật lực. Trong bây giờ chúng ta lướt sơ qua ý nghĩa tự vấn. Chúng ta sẽ nắm bắt một số từ với những cái ý nghĩa quan trọng. Câu số 3 này. Na la ghi tình mắt rằng á ti mắt tắc phu tăng. Ai chữ phu tăng này sai nghe bà con. Chúng tôi phải sửa lại. Phải sửa lại mà quên copy, quý vị thông cảm. Phu tăng này là phu tá. Phu tá là chúng sanh. Chúng sanh hữu tình. Còn chữ kia thì nó sai rồi. Rồi bây giờ chúng tôi đã copy lại rồi. Rồi bây giờ đưa lại nè. Đó, chữ phu tăng này. Rồi câu đầu tiên ha. Na la ghi trình cách chá quá rằng á ti mắt tác phu tăng. Na la ghi trình cách chá quá rằng á ti mắt tác phu tăng. Chữ Na la ghi rinh, đây là một cái danh từ riêng của một con voi, nó có tên là Na la ghi rí. Na la ghi rí, đây là tên của một con voi ha. Bởi vì chữ gacha, gacha có nghĩa là con voi, quá răng là quý báu, là cao thượng. Gacha quá răng là một con voi mà coi như tuyệt vời, con voi thuần chủng, hoặc là một con voi mà hoàn hảo, gọi là gá chá quá rằng một con voi thuần chủng có tên là Na la ghi rí. Na la ghi rí. Rồi sao nữa? A ti mắt ta phù tăng. Chữ mắt ta là say xưa, say xưa, nhưng mà chữ á tí là coi như là quá độ, cao độ. Rồi phu tăng tức là một chúng sanh hữu tình ha, một chúng sanh ở đây có nghĩa là á tí mắt ta phu tăng. Con voi này nó say, nó sai sai quá độ đi, sai không biết người tên tuổi mình là ai, rồi là tiếng mắt ta phù tăng, sai sai quá độ, sai không còn biết nghĩa là trời trời đất gì hết đó, nó là con ra con voi quý báu mà chữ quá răng này cũng có nghĩa là quý báu, tên là Na la ghi rí.
nó đã bị phục rượu, tức là cho uống rượu một cái cách mà coi như là nó không biết mình là ai nữa, tức là nó say. À, mà khi mà voi mà say nổi chứng lên là nó quậy, nó bất chấp phía trước mình những cái trở ngại gì nó cũng có thể san bằng hết. Thì đó là cái câu đầu. Rồi câu số 2: Đa quắc ki chất cam sa ni wa su đà ru nan tăng. Đà quắc ki chất cam sa ni wa su đà ru nan tăng. Đà quắc ki chất cam sa ni wa su đà ru nan tăng. Câu này chia làm hai đoạn ha. Đà quắc ki chất Kamasani wa, chỉ đa quắc do cái từ đa quá. Đa quá có nghĩa là sức nóng. Đa quá là sức nóng. Nhưng mà sức nóng của gì? Ác ghi. Ác ghi. Ác ghi là lửa. Mà ở đây hai từ này nó đi liền với nhau. Đa quắc ghi. Đa quắc ghi có nghĩa là sức nóng của lửa. Sức nóng của lửa. Rồi chắc kamasani quá, chắc kamasani quá có nghĩa là chắc căng, chắc căng. Rồi sao nữa? Chắc căng asani quá, asani quá. Thì ở đây chữ đa quắc ghi, đa quắc ghi là giống như sức nóng của lửa hay là cái đám cháy của lửa rừng á, được ví như là đám cháy của lửa rừng. Đa quắc ghi. Rồi chắc căng asani, asani quá. Chắc ca thì quý vị đó biết đó là một cái vòng ha, một cái vòng tròn, một cái vòng tròn. Mà asani quá có nghĩa là sấm sét, một cái vòng tròn sấm sét dữ dội ha. Rồi suda rút nành tăng, suda rút nành tăng. Chữ đa ru quá, đa ru quá, bởi vì có tiếp đồng ngữ phía trước đa ru quá nan tăng. Thì chữ đa ru quá có nghĩa là hung dữ, dữ tợn. Hung dữ, dữ tợn. Rồi phía sau là anh tăng, tức do từ anh tá, có nghĩa là cực kỳ, cùng cực, mà dữ tợn, hung dữ một cách ghê gớm, cùng cực, cực kỳ hung dữ. Thì ở đây chỉ đa quắc ký chắc kamasani quá su đa rú nan tăng, dữ tợn như lửa rừng, là coi như hung ác mà dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Ý nghĩa câu số 2. Và khi mà gặp một cái sự nóng giận, một cái sự hung dữ, một cái sự phẫn nộ dữ dội như vậy, thì cái pháp đối trị Metta-buse kavithina cittavā munindo. Câu số 3 ha. Metta-buse kavithina cittavā munindo. Chữ mê tăng do cái từ mê ta, có nghĩa nói là tâm từ, tâm từ. Rồi tâm từ làm gì? Mê tâm út xê. Chữ út xê cá, bú xê cá,
xê ca là rải lưới, mà âm pu, âm pu, mấy tâm pu, thì ở đây chữ chữ đó nó dính liền nhau hả? Âm pu có nghĩa là nước này, xê ca là rải, là tưới, mà rải tưới, rải tưới với cái vấn đề gọi là tâm từ, rải tưới với tâm từ. Mê tâm bu xê ca quý thị na, quý thị na là bằng cách hay là phương pháp, do cái chữ quý thi. Chi ta hòa do chữ chi ta mình hòa quanh tú, có nghĩa là chiến thắng. Rồi chữ Munindo do từ Muninda là bậc ẩn sĩ, bậc đại giác, ám chỉ Đức Bồ Đức Phật á, bậc đại giác. Và cầu cuối cùng tăng tề cho xà phô tu tề cho giấc mần các là ni. Tăng là những điều ấy, tê chất xa, tê chất xa có nghĩa là với quy lực, với quy lực pháp quá tu tề đã trở thành, đã hiện thực ha. Cái giấc mừng gọi là ni, thắng hạnh, hạnh phúc thù thắng, mà giữ mừng gọi là hạnh phúc, mà cái giá là chiến thắng, thì ở đây gọi là thắng hạnh hay là hạnh phúc thù thắng. Đại khái chúng ta hiểu qua những từ như vậy để trong cái lối văn xuôi dịch ra là Đức Phật đã cảm thắng voi Nala Giri đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét, nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Viễn Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Và hôm nay chúng ta học bài này để hướng về Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức. Ngài đang bệnh nặng ha. Không biết Huynh Châu có đi thăm Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức chưa? Alo, Huynh Châu còn trong này không? Chắc mất tiêu. Huynh Châu cũng là một người thân cận với Ngài Hòa Thượng Hộ Giá, rồi cũng kế cận với các ngài lớn với đó. Bây giờ Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức đơn bệnh nặng, thì chúng ta học bài này với cái đoạn cuối: xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học ha. Na la ghi rình ga cha quá rằng a ti mắt ta phù tăng. Na la ghi rình ga cha quá rằng a ti mắt ta phù tăng. Na la ghi rình ga cha quá rằng a ti mắt ta phù tăng. Câu số 2: Đà quắc ki chắc Kamasani Vasuda Runantang. Đà quắc ghi chắc Kamasani Vasuda Runantang. Đà quắc ghi chắc Kamasani Vasuda Runantang. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Na la ghi rin ga cha qua rằng a ti mắt ta phù tăng. Đà quắc ghi chắc ca ma sa ni qua su đà ru nan tăng. Na la ghi rin ga cha qua rằng a ti mắt ta phù tăng. Đà quắc ghi chắc ca ma sa ni qua su đà ru nan tăng. Na la ghi rin ga cha quá rằng a ti mắt ta phù tăng. Đà quắc ghi chắc ca ma sa ni qua su đà ru nan tăng. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4 ha.
mấy tâm, chỗ này mấy tâm cho pha mấy tăng rồi. Để sửa lại chỗ này ha. Mấy tâm bú xe, âm bú cá, âm bú xa. Thì ở đây nếu mà mấy tăng thì nó rời ra ha. Mà chỉ mấy tâm ha. Rồi quý vị chờ một chút ha, sửa lại luôn đi. Chứ còn nếu mà học, học mà không có sửa ra cái nhiều khi quý vị viết vô rồi nó rồi hẹn chút đi mấy tâm bút xe thôi gì lộn rồi. Thông cảm, thông cảm, quý vị chờ chút đi. Sớm mà cũng lâu hả? Mẹ tâm. Alo, rồi rồi rồi, xong ngay. Quý vị thông cảm nha. Rồi, sao chép lại, giữ nguyên nguyên món cũ. À, cái bài dưới trong bài 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 trên mà trên là chỉnh lại câu số 3. Mấy tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Mê tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Quý vị chờ chút hết ca. Hết biên, hết biên, hết biên, thông cảm. Rồi, tiếp tục. Alo, quý vị còn nghe ha. Câu số 3 đọc lại lần nữa. Mê tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Mê tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Và câu cuối cùng. Tần tề cha sao pha hoa tu tề cha gia mằng ga là ni. Tần tề cha sao pha hoa tu tề cha gia mằng ga là ni. Tần tề cha sao pha hoa tu tề cha gia mằng ga là ni. Rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 ha. Mấy tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Tần tề cha sao pha hoa tu tề cha gia mằng ga là ni. Mê tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Tần tề cha sao pha hoa tu tề cha gia mằng ga là ni. Mê tâm bú xê cao quý thị na chi tao hòa mu ninh đồ. Tần tề cha sao pha hoa tu tề cha gia mằng ga là ni. Rồi như vậy bây giờ chúng ta ôn lại ha, từ trên xuống dưới. Không biết hôm nay chị Kim Dung có đọc được một hơi dài không nữa. Chứ mấy bữa trước là nỗ lực thâm hậu lắm. Na la ghi rình ga cha quát rằng a ti mát ta phù tăng đà quát ghi chắc ca ma sa ni quát su đà rú năng tăng mê tâm bú xê ca quý thị na chi ta hòa mu ninh đồ. Tăng tê chắc xa quát quát chú tê chá giá mặn ga la ni. Cũng muốn đứt hơi luôn ha.
Na la ghi rình gà cháu quá rằng á ti mát ta phù tàng đà quá khí chắc ca ma sa ni quá su đà ru nan tăng. Mê tâm bú xê ca vi chí na chí ta hòa mu nình đồ tàn tê chắc xà phô quá tu tê chá giá mặn gà la ni. À, tâm gia chúng ta chia ra hai hơi dễ đọc hơn ha. Còn không thì quý vị đọc từng câu một ha. Na la ghi rình gà cha quá rằng á ti mát ta phù tăng đà quá ghi chắc ca ma sa ni đà ru nành tăng. Mê tâm bú xê ca vi thi na chi ta hòa mu nin đô tàn tê cha sa phô hoa tu tê cha yam măng ga la ni. Rồi, trường âm và đoạn âm. À, thì cái bài này cũng không khó, nhưng mà quý vị khỏi cần phân tích ha, khỏi phân tích trường âm đọc đoạn âm, mà chỉ đọc không phân tích. À, bây giờ đọc lại. Na la ghi rình ca cha quá rằng á ti mát ta phù tàng đà quá khi chắc ca ma sa ni quá su đà ru nành tăng mê tâm bú xê ca vi thi na chi ta hòa mu nin đô tàn tê cha sa phô quá tu tê cha gia măng ca la ni. À, đó là cách đọc một hơi, nhưng mà quý vị phải thuộc á mới đọc được, chứ còn không thuộc á mà quý vị đọc là thấy cũng hơi hơi khó. Chúng tôi cũng sắp hết hơi rồi, cho nên đọc cũng không có thông lắm. Đọc chia ra làm hai cho chắc ăn, còn không từng câu một ha. Bởi vì câu một nè, câu hai nè, câu ba, và chỉ có câu cuối cùng là đoạn âm thôi. Cái ba câu trên đều là trường âm, thì quý vị thấy sung sướng ha, hạnh phúc ha. Na la ghi rình ca cha rằng á ti mát ta phù tăng đà quá ghi chắc ca ma sa ni quá su đà ru nành tăng. À, hai câu thì quý vị thấy đọc trung bình ha. À, cũng vừa với hơi sức của mình. Mê tâm bú xê ca huy thị na chi ta hòa mu nin đô tàn tê cha sa phô hoa tu tê cha gia măng ca la ni. À, đó là dòng kinh. Bây giờ qua dòng kệ thì quý vị thấy cái câu nó dài, thì quý vị cố gắng không phải đọc một lần hai câu mà đọc từng câu một. Ở đây cái câu nó dài nhiều chữ á, thì chúng ta chia ra không đọc một lần hai câu mà chỉ trong một cái câu đó cô đọng mà thôi. À, quý vị thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, một câu 14 từ thì chúng ta chia làm hai. Na la ghi rin ga cha wa rang na ti mat ta phu tăng. À, quý vị thấy à, chia làm hai ha, bảy bảy ha. Na la ghi rin ga cha wa rang na ti mat ta phu tăng. À, quý vị thấy à, một câu thôi, một câu mà chúng ta chia làm hai. Na la ghi rin ga cha wa rang na ti mat ta phu tăng. À, quý vị thấy dễ ha. Na la ghi rin ga cha wa rang na ti mat ta phu tăng. Rồi bây giờ qua câu số 2. Đa quán ghi chăng Kamasani wa Sudarunan tăng. Quý vị thấy câu 1 chúng ta hãy xuống và câu số 2 chúng ta lên. À, bây giờ muốn bắt nhịp câu 2 thì bây giờ phải qua lại câu 1.
Na la hi rin ga cha wa rang ngà ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chăng ca ma sa ni hoa su đà ru nánh tăng đã. Bây giờ ôn lại câu một câu hai ha. Na la hi rin ga cha wa rang ngà ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chăng kamasani wa sudarunan tăng. Tức là chữ nửa cái phần trước á, chúng ta xuống và phần sau chúng ta lên ha. Quý vị nhớ ha, nửa phần trước á, chúng ta xuống và ở sau chúng ta đưa lên. Na la ghi rin ga cha wa rang ngà ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chân kamasani wa suda runan tăng. Rồi qua câu ba câu bốn. Men tâm bu sen ca quy thi na chi ta wa mu ni đô tần tế cha sa pa wa tu te cha ya mang ga la ni men tâm bu sen ca quy thi na chi ta wa mu ni đô tần tế cha sa pa wa tu te cha ya mang ga la ni men tâm bu se ca quy thi na chi ta wa mu nin đô tần tế sa pa wa tu te cha ya mang ga la ni. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Na la ghi rin ga cha wa ngà ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chân kamasani wa su đà ru nánh tăng men tâm bu se ca quy thi na kỳ ta wa mu nin đô tần tế cha sa pa wa tu te cha ya mang ga la ni na la ghi rin ga cha wa rang na ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chân kamasani wa su đà ru nánh tăng men tâm bu se ca quy thi na chi ta wa mu ni đô tần tế cha sa pa wa tu te cha ya mang ga la ni. Đức Phật đã cảm thắng voi na la ghi rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sinh đến người. Rồi mời Sik Meta, Sik Kim Nhung à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tạm bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chị Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc cái đoạn 3 của bài kinh Tám Phật Lực. Na la ghi rình gạt cha qua rằng a ti mắt ta phụ tăng đa hoặc ghi chắc ca ma sa nề qua su đà ru nan tăng mét
tâm bu sê ca quy thi na chi ta hòa mô in đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê cha ya măng ga la ni na la ghi rình ga cha hoa rằng a ti mắt ta phụ tăng đà hoặc ghi chắc Kamasani Vasuda Runan Tang Met Tam Buse Kawitina Chita Wa Munindo Tang Te Chasa Phawatu Te Chayamang Galani. Đức Phật đã cảm thán vòi Na Lá Ghi Rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa hực, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thán được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Na la ghi rinh gà chả hoa răng, a ti mắt ta phu tăng, đa quắc ghi chặt, Cả ma sa ni qua su đa ru nan tăng mệt tẩm bu xê ca quỷ thi na chi ta qua mô nin đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê cha gia măng ga la ni. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Tỷ Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Phật Lực Kinh đoạn thứ 3. Một, hai, ba. Ba người nghe rõ vậy là được rồi. Con xin trả bài. Đoạn thứ ba của kinh Phật Lực. Na la ghi rình giá cha quá rằng ác đi mắt ta bù tăng đà quắc ghi khát kamasani quá su đà ru nằm tăng nếp tầm bú xề khá quốc thi nà chi tao hòa mu nình đồ tăng tề cha xà pa quá su tề cha ca măng ca là ni. Nà là di vinh giá cha quá rằng a ti mắt ca bù tăng đà quắc di khát kha ma sa nhì quá su đà ru nằm tăng nếp tầm bú xề kha quất chi nà chi tao hòa mu nhìn đồ tăng tề cha xà pha quá tu tề cha ca măng ca là ni. Nà là di vinh giá cha hoàng a ti mắt ca bù tăng đà quắc di khát kha ma sa nhì quá su đà ru nằm tăng nếp tầm bún sệ khâu quýt chi nà chi tao hòa mu nhìn đồ tầng tề cha xà ba qua tu tề cha cam măng ca là ni. Dịch tiếng Việt thôi kể được dịch tiếng Việt sao. Nà la di vinh cha ga qua răng a ti ma bu đăng tăng ô quên chết rồi. Nà la di vinh ga cha qua răng a ti mắt ca bu tăng đà quăm di khắc tham asana Kamas đà quập di khắc kamasani wasuda ru năng tăng nệt tâm bu sê kha quýt thi na chi tao hòa mu nên đô tăng tê cha tăng tê cha tăng tê cha sa ba quát tu tê gia ga măng ga la ni. Thôi để kể lại ha. Na la di rinh ga cha wa rang a ti map ta bu tang da wap di khak kama sa ni wa su da gu nam tang net tam bu se ka wu ti na chi ta wa mu nin do dang te cha sa ba wa tu te cha ga mang ga la ni. Tiếng Việt nè. Đức Phật đã cảm thắng vôi Na la di rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin hạnh phúc phát sanh đến cho con. À không phải, đến cho người. Đến cho con và đến cho người nữa. Dạ, con đọc xong rồi đấy sư.
Còn cái gì sai xin sư sửa nha sư. Còn xin xuống máy nhường lại. Hình như cô Hồng Thị Kim Nhung đó. Ờ, cảm ơn quý vị hả? Thôi có mình Hồng Thị Kim Nhung cho bông cho qua. Cảm ơn nha. Mời cô lên nha. Dạ. Alo, alo ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quang Thanh và chị Kim cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn Tám Phật Lực, đoạn 3. Dạ, để con... Na la ghi rình ga cha hoa rằng a ti mát ta phụ tăng đà hoa khi chắc ca ma sa ni hoa su đà ru nằn tăng mê tầm bu sê ca huy thi nà chi ta hoa mu nín đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê cha ya măng ga la ni. Na la ghi rình ga cha hoa rằng a ti mát phụ đà hoa khi chắc ca ma sa ni qua su a ru tăng mê tầm bu sê ca huy thi na chi ta hòa mu nín đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê ga ni. Dạ con xin kể ạ. Na la ghi rinh ga cha hoa răng a ti mát ta phô tăng đa hoa ghi chắc ca ma sa ni qua su đa Runan tang met tam bu se ka vi ti na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha quan tu te cha ya mang ga la ni. Na la ghi ring ga cha wa rang a ti mat ta phu tang da wa khi chak ka ma sa ni wa su da runan tang mẹ tâm bu sê ca quý thi na chi ta qua mu đô tăng tê cha sa pha quán tu tê cha gia măng ga la ni. Đức Phật đã cảm thắng voi na lá ghi rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Là bản dịch à, con xin sám hối, con không biết bản dịch của ai. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con kính lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc Phật lực số 3. Na la ghi rình ga cha hoa rằng a ti mát ta phù tăng đà quắc ghi chắc ca ma sa ni hoa su đà ru nành tăng. Mét tam bu se ca quý thi na chi ta hòa mu nin đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê cha gia măng ga la ni. Na la ghi rình ga cha hoa rằng a ti mát ta phù tăng đà hoa ghi chắc ca ma sa ni hoa su đà ru nành tăng. Mét tam bu se ca quý thi na dữ tợn như lửa rừng như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Alo, 123, 123. Bài này khó quá ha. Chỉ có Sít Meta, Sít Kim, Sít Kim Nhung, Sít Thiện Vũ. Rồi. Như vậy còn vị nào đọc nữa không? Đây là một cái bài rất quan trọng nha. Rồi, Sít Quang Thanh, Xà Thú xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Quán Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ, con kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức, con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc quang pháp ở kinh Phật Lực số 3. Na ghi rình qua ra cha quang a ti mát ta phù tăng đà quắc ghi chắc ca ma sa ni qua su đà ru nan tăng mê tam bu se ca thi quy na chi ta qua mu nin đô tăng tề cha xà và quan tu tề cha ra măng ga la ni na la ghi rình qua ra cha rằng a tay mắt ta phù tăng đà quắc ghi chắc ca ma sanh ni ca ma sa ni qua su đà ru nan tăng mê tam bu se ca thi ki ca thi ca quy thi na chi ta qua mu nin đô tăng tề cha sa pha quan tu tề cha ra mang ga la ni con con xin phép na la ghi rinh cha ga cha qua răng a ti mát ta phu tăng đà quắc ghi chắc ca ma sa ni qua su đà ru năng mệt tam bu se ca thi thi ca quy thi na chi tòa qua môn đô nin đô tăng tê cha sa pha quan tu tê cha ra mang ga la ni con xin sa mô con cả là na la ghi rinh cha cha qua răng a ti mát ta phu tăng đa qua đa quắc chi chăng ca ma sa ni qua su đa du nan tăng mê tam bu se ca thi quy na chi ta qua mu nin đô tăng tê cha sa phan tu tê cha mang ga la ni Đức Phật đã cảm thắng voi na ná là ghi rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét nhờ giải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Chi đã cảm thắng được voi ấy do nhờ vật lực này do cho xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ con đã đọc xong. Con xin kính mời vị kế tiếp. Con có sai mong Ngài và đạo tràng sửa cho con ạ. À, con xin xuống mic. Con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bắt bài. À, cô Như Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Bảo Giác, Nam mô Sanh Thao Giác. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Quý Sư Nguyệt Bà Quý Cô Tư Nữ. Con xin phép đọc tiếp bài ạ. Na la ghi rình ca cha wa rằng a ti mắt ta phù tăng
sư đà vấn đàn tăng nền tăng phu sĩ cao quý thế na chí ta hòa bồ nhân đô tăng tề cha sa pha hoa tư tề cha nhã mang ga la ni na la ghi ga cha hoa rằng a ti man ta bồ tăng đà văn ghi căn đà văn ghi chắc ca ma sa ni wa sư đà vấn đàn tăng mình tăng quý sĩ cao quý thế na chi ta hòa mà nhìn đô tăng tề cha sa pha hoa tư tề cha nhã bằng gọi là ni đức phật đã cảm thẳng vui na la di ví đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét nhờ rải lòng từ bi mà đức chánh biển tri đã cảm thắng được vui ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Nam mô Di Đà Ga Cha Hoa Ra An Di Nam Ta Phu Tho Ta Văn Di Chân Tha Ma Sa Ni Hoa Sư Đa Vinh Nam Tăng Nam Tăng Phu Sê Cao Lý Thi Na Chư ta hoa mơ linh đồ tăng thế cha sa pha văn thế cha ya mang tha la ni nam mô di đà cha hoa la an ta nam ta bồ tăng ta văn thế chân ca ma san ni hoa sư ta nam tăng nên tăng thứ sẽ cao quý thì nó chỉ tỏ lòng đồ tăng thế cha sa pha văn thứ đề chạy nhà mong đó là đường. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin nhà và đại tràng sửa dùm cho con kính mời được tiếp tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng. Dạ cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ sau nay con đọc đoạn 3 của bài kinh Phật Lực. Na la ghi rin ga cha wa rằng atimatta phu tăng đa vắc ghi chắc cam masani vasuda ru nam tăng met tăng bu se ca vi thi na chi ta và mu nin đồ tăng tề cha sa pha qua tu tề cha gia mằng ga la ni na la ghi rình ga cha va rằng atimata phù tăng đà văn ghi chắc kamasani va sun đà ru nam tăng met tăng bu se ca vi thi na chi ta và mu nin đồ tăng tề cha sa pha qua tu tề cha gia mằng ga la ni Đức Phật đã cảm thắng voi ná lá ghi rí đến cơn hung ác, dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Na la ghi rin ga cha va rang a ti ma ta u tang da va ghi cha ca ma sa ni va su da ru nam tang me tang bu se ca vi thi na chi ta va mu nin đô tang te tang te cha sa pha va tu te cha ya mang Galani. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa.
Dạ con xin xuống bếp, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc đoạn số 3 Kinh Phật Lực ạ. Ồ lớn quá hả? Dạ. Sorry cô Kim. Dạ đoạn số 3. Na la gi rin ga cha wa rang atimat ta phụ tăng đa quát ki chắc kamasani su qua su đà ru nàn tăng mê tâm pu se ca vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tê cha sa pha wa tu tê cha ya mang ga la ni na la gi rin ga cha wa rang atimat ta phụ tăng đa quát ki chắc kamasani vasudaru nantang metam buse kawitina citawa munindo tangte chasa pawatute chaya mangalani. Đức Phật đã cảm thắng voi Nalagiri đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Điển Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Nalagirin gachawarang atimanta phutang Dawakgichak kamasani wasudarunantang Mettambuse kawithina chitawa munindo tang te cha sa fa watu te cha jamangalani na la girin ga cha warang atimanta futang da wangi cha kamasani wasudarunantang mettambuse kawithina chitawa munindo tang te cha sa fa watu te cha ya mangalani. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhiều sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kinh lễ Đại Đức Pháp Trang. Kinh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Xà thủ. Đây là một bài khó mà chúng ta đã thể hiện rất tốt. Hôm nay không phân tích trường âm, đoạn âm, nhưng mà trên giọng đọc của quý vị rất là căn bản ha. Mặc dù cũng có những cái điểm mà quý vị thấy cái bài này chắc là lần đầu mới học, cho nên có những cái chỗ mà quý vị mà cảm thấy không được tự tin. Không sao, khi mà quý vị học thuần thục nhé, mới cảm thấy cái tác dụng của bài này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đọc bài này á, thì khi tu tập của chúng ta trong đó thể hiện về 10 pháp ba la mật á, thì cái tâm từ metta parami metta upaparami metta paramattha parami sambandho, tâm từ được thể hiện qua ba cấp độ, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Và chúng ta cảm nhận được cái gì
tâm từ để đối chọi với cái cảnh giới của Atula, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì tâm từ được thể hiện khi mà sự sân hận phát sanh lên. Mà trong cái sự sân hận đó thì quý vị, chúng ta cảm nhận sự tu tập của chúng ta qua tâm từ không phải là sắc bê sắc ta áo quê ra hồn tú. Đó chỉ là một cái câu mà nhắc nhở thôi. Còn cái tâm từ mà khi chúng ta trực diện với đối tượng để cảm thấy rằng lòng từ của chúng ta có hay không, đó là điều mà chúng ta xác định lại. Một người tu khi gặp cái cảnh giới Atula, một cái sự sân hận nó sanh khởi mà quý vị tụng đọc thường, và những cái bài này trong tám Phật lực này, khi mà chư tăng tụng gặp những cái cảnh giới mà phi nhân nó phá, trong đó có Atula xuất hiện luôn, thì chính cái đoạn này là một cái đoạn quan trọng để chúng ta thể hiện được cái từ tâm của chúng ta. Cho nên bài này cũng là một bài rất là quan trọng, chứ không phải không. Khó đọc, nhưng mà khi ta học thuộc rồi thì quý vị cảm thấy rất là tự tin. Khi người ta sân hận với mình đọc cái đoạn này, mình cảm thấy cái tâm từ của mình nó được thể hiện. Cho nên quý vị cố gắng. Khi mà chư tăng tụng kinh cầu an, quý vị biết rằng nếu đó là cảnh giới Atula họ xuất hiện, thì chính đọc tới cái đoạn này, thật sự nếu mà cảnh giới Atula nhập vô người đó thì nó sẽ có phản ứng ngay, có phản ứng. Và chúng ta hãy hướng tâm về cái đoạn này, đọc nhiều lần. Thay vì cái bài tám Phật lực thì chúng ta đọc để thử coi cái đối tượng của chúng ta, người đó bị phi nhân nhập nhưng mà trong cái cảnh giới nào. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà trong cái sự tu tập chúng tôi cảm nhận được cái vấn đề này. Thì mong quý vị khi thấy người ta sân hận, họ đến với mình, phản ứng như sao hả? Họ phản ứng bởi vì khi mình đọc cái đoạn này, cái họ có thái độ, họ tỏ thái độ. Ví dụ như người âm nhập vào trong đó là cái người đó tức giận một cái vấn đề gì, họ oán trái một cái vấn đề gì, hoặc là họ khơi dậy, khi mình đọc cái đoạn này khơi dậy cho họ một cái sự hận thù, thì họ tỏ thái độ. Và nếu mà chúng ta do cái tâm của chúng ta mà họ nổ khùng lên như vậy, mà mình sợ là coi như thú mà mình phải tự nhiên. Rồi mình thấy cái sự sân hận của người ta để biết rằng họ ở trong cái cảnh giới Atula, họ muốn có vấn đề gì, họ muốn thổ lộ với mình cái vấn đề gì đó. Ví dụ như một cái sự oan trái, một cái sự mà coi như tức giận, một cái sự mà coi như bất đắc kỳ tử. Bất đắc kỳ tử, họ không có thể nói ra cái điều mà họ ấp ủ, hay là kẻ thù của họ. Bây giờ họ gặp mình, họ tự khai báo, họ tin tưởng tự khai báo để cho mình dễ oan cho họ. Cái trường hợp này cũng gặp nhiều lắm. Có thấy ai làm chưa hả? Tự mình làm rồi mình biết chứ. Bây giờ thấy người ta chưa chắc đã tin, nhưng mà khi tụng cái đoạn này á, thì phản ứng của người ta, đó là một sự trải nghiệm, một kinh nghiệm để thấy rằng oai lực của những lời mà Đức Phật dạy. Và đây cũng là 10 pháp ba la mật của Đức Phật.
khi mà gặp cái sự việc xảy ra, tức là con voi Nalagiri này là một con voi mà coi như là đã trao qua rằng là một con voi cao quý, là một con voi thuần chủng của đức vua. Mà đức vua nào? Ajatasattu. Và con voi này á bị Ajatasattu, tức là Asathe, coi như phục rượu. Và khi đó Asathe là lên làm vua rồi, bắt phụ vương của mình đem nhốt vô ngục, rồi hành hạ cho đến khi mà vua cha chết bằng cách là mổ cái gót chân sát muối vô. Nói là tại sao ông này lâu quá không chết, bởi vì hoàng hậu á hay đem vật thực vô cho đức vua. Rồi khi mà á cha ta sẽ tối biết như vậy thì cấm hoàng hậu không cho vô nữa, mà vật thực đem vô phải giấu trong búi tóc, giấu trong người, hoặc là nhiều khi thoa mật, hoặc là những cái món ăn lỏng thoa đi người, và vô trong đó đức vua gỡ ra những cái đó để mà dùng sống qua ngày. Nhưng mà khi mà á cha ta sẽ tú thấy rằng ủa sao mà nhốt cha lâu quá mà chưa chết, mới cho người rình và thấy được cái sự việc vậy, cấm luôn hoàng hậu, tức là mẹ của mình, vô thăm vô cha. Rồi khi mà thấy ủa tại sao vẫn còn tỉnh bơ, tức là bị nhốt ở trong ngục mà không có một cái thái độ mà đau khổ gì hết, bởi vì đây là một vị thánh tu đạo hơn, cho nên thân đau mà tâm không có đau. Đức vua mới sai người thực đạo mổ cái gót chân, lấy muối sát vào. Và cái nghiệp mà mổ gót chân lấy muối sát vào, tức là trong quá khứ cái ông này cũng là một vị vua, bước vào nơi chánh điện, bước vào nơi tôn nghiêm mà vẫn mang giày dép, tức là cho mình cao thượng, rồi không tôn trọng cái sự tôn nghiêm nơi Đức Phật ngự. Và thế là cái quả hôm nay bị vua Asathe coi như mổ gốc chân sát muối vô, và cái thân xác đau máu chảy quằn quại vậy, thì vua cha băng hà. Mà cái hành động này do ai mà có? Tức là do Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đạt Tá. Đề Quá Đạt Tá trong cái sự ngã mạn, thấy rằng mình cũng là một thái tử đi tu, cũng đi tu một lần với Ananda này, Anuruddha, Kim Bí La, Phá Cú, Anuruddha, tức là với năm vị hoàng tử, cùng với bốn vị hoàng tử kia đi tu. Mà tại sao người ta tới hỏi để Đức Ananda ở đâu, Ngài Anuruddha chỗ nào, Ngài Kim Bí La Ngài sao không thấy ở đây, ai cũng hỏi han vậy. Còn Đề Quá Đạt Tá ở trong hội chúng của chư tăng Phật tử coi như không ai hỏi han gì hết, chính không ai hỏi han như vậy. Nó có một cái tâm ganh tị, có một cái sự ngã mạn. Ngã mạn đây tức là hơn thua và bằng, thì mình thua người ta tức quá, người ta đem tư vật dụng dân vị này vị kia cùng mình trước quốc không có gì hết, cho nên mới nổi lên cái tâm ganh tị ngã mạn, rồi nghĩ rằng Đức Bồ Tát cũng đi tu để thành Phật, cũng là một vị hoàng tử, mình cũng là một hoàng tử đi tu, thì thôi bây giờ giết Đức Phật để mình làm Phật. Nhưng mà muốn giết Đức Phật làm Phật thì bây giờ mình phải có hậu thuẫn. Hậu thuẫn bằng cách Đề Quá Đạt Tá là một vị đã chứng thiền, có thần thông hàm chứ không phải là không. Cho nên ông ta mới biến ra
một những con rắn quấn tay của Thái tử Ajatasattu. Mà mình đưa ngồi như thế vậy mà bị mấy con rắn ở đâu trên trời rớt xuống họ quấn trên cổ, quấn cổ chân, cổ tay giống như những cái vòng hoa như vậy. À, đối với người thì ai cũng cảm thấy là sung sướng ha. Nhưng mà Thái tử Ajatasattu thấy như vậy quán sợ. Khi mà há miệng ra muốn la hét thì Đều Quán Đạt Tá đã xuất hiện ngay trước mặt trên hình tướng của một vị sư. Khi thấy tăng tướng của vị này thì sự sợ hãi hướng về đó để có sự nương nhờ cho nó tan đi sự sợ hãi. Thì Đều Quán Đạt Tá mới nói không sao, không sao. Mà khi thấy cái thần thông của vị này biến ra những con rắn rồi từ trên hư không xuất hiện trước mặt mình như vậy thì bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu sự sợ hãi tan biến. Rồi Ajatasattu mới quỳ xuống tôn Đều Quán Đạt Tá là sư phụ. Như vậy thì Đều Quán Đạt Tá mới nói rằng cái đời sống của người bấp bênh, chết rồi sống mai. Bây giờ tại sao không đoạt cái ngôi vị của vua cha để lên làm vua? Còn ta thì ta đi, sẽ đi giết Đức Phật, ta làm Phật, ngươi làm vua. Biên đời ta làm vua trong đạo. Như vậy thì hai ta sẽ thống lĩnh cả thế gian này. Ajatasattu Asathe nghe vậy là thấy có người hỗ trợ mà ông này gói quá trời quá đất hả? Tự nhiên xuất hiện mà coi như những con rắn rồi cái biến hình này hình kia, cho nên tin tưởng một cách tuyệt đối. Mỗi ngày như vậy, buổi sáng là chở 500 cái xe mà coi như thực phẩm đem đến dân cúng cho tăng đoàn của Đều Quán Đạt Tá. Đều Quán Đạt Tá có một hội chúng là 500 vị tỳ kheo. Rồi buổi chiều đem thuốc ngừa bệnh, buổi sáng thì vật thực. Cho nên cái đời sống của Đều Quán Đạt Tá là rất là đầy đủ. Và khi mà thấy có hậu thuẫn như vậy rồi, Đều Quán Đạt Tá mới tìm cách giết Phật bằng đủ mọi hình thức, như là lên núi Linh Thứ Hoa Cái Chắc Cù Tá. Lên đó xô những cái tảng đá rất là lớn khi mà Đức Phật đang đi kinh hành ở dưới chân núi. Và những tảng đá lớn đó khi mà nó rơi xuống thì hai cái ngọn núi nó mới ráp lại để mà cản cục đá bự đó. Và những cái mảnh nhỏ nó rơi xuống trúng chân của Đức Phật chảy máu. Đó là một cách mà giết Đức Phật. Nhưng mà rồi không thành. Rồi sai cung thủ để mà tới giết Đức Phật cũng không thành. Và đây là một cái trường hợp nó lộ ra một cách rất là rõ ràng. Tức là hợp tác với vua Ajatasattu bằng cách là khi mà Đức Phật đi khất thực thì cho con voi Nalagiri này uống rượu say không, nghĩa là không còn biết gì hết, tới cái độ mà nó say mà nó không biết tên tuổi nó là gì. Và cũng chính lúc mà Đức Phật đang đi khất thực thì Đức Vua sai quân lính thả con voi này theo lệnh của Đều Quán Đạt Tá. Và con voi này thì thấy cái gì chướng ngại trước mắt nó là nó sẵn sàng nó chà, nó đạp, nó khai thông trước mắt nó khai thông thoáng. Mà trở ngại là nó nổi khùng lên, nó rống, nó đưa vòi lên, nó quơ, nó quất, nó chà, nó đạp bất cứ một trở ngại nào trước mặt nó. Và khi thấy Đức Phật và Chư Tăng đang đi khắc thực thì đây là một cái điều mình đã cảm thấy rằng nó phải vượt qua trở ngại. Và nó rống lên, rồi khi mà được sổ chuồng là nó nhắm ngay Đức Phật, nó tiến tới.
à, ngài A Nan là thị giả đi phía sau Đức Phật. Khi thấy như vậy thì ngài A Nan quyết tâm gọi là bảo vệ cho Đức Phật, đứng ra ngăn cản. Nhưng mà cái lực của ngài A Nan á không đủ sức để mà cản ngăn con voi này. Cho nên Đức Phật bảo ngài A Nan hãy tránh qua một bên. Mà ngài A Nan để thể hiện nghĩa là dù mình có chết nhưng mà phải bảo vệ cho Đức Phật. Nhưng mà sự bảo vệ của ngài A Nan không đủ sức, cho nên Đức Phật bảo hãy tránh ra. Và Đức Phật hướng về tâm từ này. Bởi vì bao nhiêu A Tăng Kỳ, bao nhiêu đại kiếp mình đã thực hành Metta Parami, Metta Upaparami, Metta Paramattha Parami, 30 pháp à, nghĩa là cái tâm từ của ngài đã thể hiện tới cái mức độ mà coi như là tròn đủ 30 pháp 35 mật. Thì với cái tâm từ này, ngài hướng tâm về con voi Nalagiri. Và tự nhiên, sự nóng giận, sự hung dữ của nó dịu xuống. Và nó để nó quỳ ở dưới chân Đức Phật. Và nó dùng cái vòi, nó hút những cái bụi, những cái chất dơ nơi chân của Đức Phật. Và chỉ có Đức Phật mới làm được thôi. Còn những người khác thì chắc chắn rằng tan xương nát thịt rồi. Thì như vậy với sự sân hận phát sanh lên, là cái tâm của con voi Nalagiri đó là một cái tâm của cái loài mà gọi là Atula. Chúng sanh hữu tình, chữ phu tăng này, phu tá là một chúng sanh hữu tình. Mà chúng sanh hữu tình này ở trong cái cảnh giới của Atula, dù rằng Atula trong cái cảnh giới vô hình, nhưng mà cũng thể hiện qua cái sự sân hận của những chúng sanh hữu hình à, chứ không phải nói là Atula chỉ có trong cái cảnh giới đó, mà ở trong cảnh giới của chúng ta, trong loài người của chúng ta cũng có Atula xuất hiện, chứ không phải là không à. Cha giết con, vợ giết chồng, hoặc là con cái khi mà bị một cái vấn đề gì mù quáng nó che đậy thì cái tâm sân nó sanh khởi. Mà chính khi mà tâm sân sanh khởi đó là Atula đã nhập vào chúng ta rồi. Alo, rồi bây giờ chúng ta xin đọc lại. Mà còn vị nào cảm thấy rằng bài này có giá trị, và chắc chắn là phải có giá trị thôi, khi quý vị học thuộc đi, rồi quý vị mới thấy rằng những lời dạy của Đức Phật mà chính Đức Phật đã thể nghiệm nè, đã trải qua nè, chính ngài đã dùng cái thân của ngài nè, đã cảm thắng được con voi mà nó không biết nó là ai nữa, xỉn quá rồi, sai quá rồi, mà bây giờ Đức Phật đã làm cho nó tỉnh trí nè. Đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Một con người ngu si mê muội, một con người không biết mình là ai mà thấy Đức Phật ngài, cái tâm của ngài à, với cái lòng từ của ngài tự nhiên là dịu xuống liền à, đó là một điều tuyệt vời do đức độ, do tâm từ của ngài. Còn đối với chúng ta, xin lỗi, họ đánh mình một họ tát mình, má này mình phải tát lại má bên kia, gọi là có qua có lại mới tội lòng nhau à, đối với đời là vậy. Nhưng mà ở đây hay là họ chửi mắng, họ đánh đập, thì bây giờ mình ở đây mình phải thể hiện thế nào? Nhịn thì nhục, mà không nhịn bị đục. Bây giờ muốn cái gì? Mình phải thể hiện cái tâm từ. Tức là họ nóng giận thì mình phải mát, mình phải từ bi. Nhưng mà họ nóng giận mình còn nóng hơn họ nữa à, giang hồ kiểu đó thấy chắc chắn là phải vô hàng đó. Vô hòm chứ không phải vô hàng à, thôi bây giờ học à. Khi quý vị áp dụng thì quý vị mới thấy cái sự tuyệt diệu của cái đoạn này
Alo, bây giờ chúng tôi ôn lại. Rồi thỉnh Đại Đức Phật Can nè. Rồi thỉnh Đại Đức Huệ Đức nè ha. Bởi vì Đại Đức Phật Can, Đại Đức Huệ Đức mà không đọc thì Phật tử ở dưới họ họ cái gì? 30 kế, 36 kế chạy là số giấc hả? Trời ơi, chạy sao lại? Nó bốn chân nè, con quan này bốn chân nè, cô có hai chân cô chạy đâu. Rồi, bây giờ ôn lại rồi cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức ha. Rồi, hai vị chuẩn bị tinh thần. Trước là đọc dòng kinh, sau rồi qua dòng kệ ha. Na la ghi rin ga cha qua rằng a ti mat ta phu tăng đà qua ghi chắc ca ma sa ni qua su đà ru nan tăng mê tầm bú xe ca quý thi na chi ta qua mu nin đô tăng tê cha sa phô qua tu tê cha giá măng ga la ni. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai phải lấy hơi. Na la ghi rình ca cha quá rằng a ti ma ta phù tăng đà quát ti cha ca ma sa ni quát su đà ru nan tăng mây tâm bú xê ca quý thi na chi ta quà mu ni đô tăng tê cha sa phá quá tu tê cha yam măng ca la ni. Là lý mà tới chữ ni không lên được. Đó là cách đọc thứ hai. Nè, trong hai cách đọc theo dòng kinh thì chắc chắn là ai để được Pháp Trang thuộc lòng cái bài này. Để Đức Tuệ Đức cũng vậy thôi. À, đây là bài kinh quan trọng ha. Rồi, cái dòng kinh qua hai cách đọc như vậy ha. Hoặc là quý vị muốn dừng nơi trường âm bất cứ chỗ nào cũng được. Rồi, bây giờ qua dòng kệ nè. Hồi nãy có nhiều vị kệ cũng quá hay. À, nhưng mà cái giọng kể của tôi với cái một cái giọng mà bình bình thôi. Na la ghi rin ga cha qua rằng ngà ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chăng ca ma sa ni hòa su đà ru nánh tăng men tâm bu se cao quý thi na chi ta qua mu ni đô tận thế cha sa pha qua tu tề cha gia măng ga la ni. Rồi đọc lại ha. Na la ghi rin ga cha qua rằng ngà ti mát ta phụ tăng đà quán ghi chăng ca ma sa ni hòa su đà ru nánh tăng mên tâm bú xê ca quý thi na chi ta hòa mu ni đô tận tế cha sa pha qua tu tề cha gia măng ga la ni. Rồi cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Rồi dòng kinh xong rồi, dòng kệ xong rồi. Rồi hai vị này không mất tiêu rồi. À, chắc là hai vị là hành pháp môn tâm tịnh nhục, tức là nghe không thấy không nghi ngờ ha. Wow, nãy giờ đọc cũng mất mệt đi vậy mà không chịu đưa tay chứ. Alo, Đại Đức Pháp Trang. À, khi nãy thấy Sĩ Quang Thanh nè, chắc là sức khỏe không được tốt, có ngồi đó bị bão nè. À, rồi cái thấy lên đọc mà thấy ho ho như vậy. À, vì thấy sức khỏe không được tốt mà còn đưa tay đọc vậy, huống gì mình là trụ trì chùa Phước Quang mà không chịu đưa tay. Ô sa thú Đại Đức Tuệ Đức. À, xin cung thỉnh ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức.
Đại đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Phật Lực đoạn số 3. Na la ghi rình gắt cho quá rằng Atimat ta phù tăng đà quá kinh ghi chát Kamasani quá su đà rung nàn tăng Mẹ tầm bu sê ca quý thi nà chít ta hòa mu nình đô tăng tê cha sa phá quá tu tê cha gia măng gà la ni. Đức Phật đã cảm thắng voi na la ghi rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét, nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Na la ghi riêng các cha qua rằng Atimat ta phù tăng đà quát ghi chát Kamasani quát su đà ru nàn tăng mét tầm bú sê ca quý thi nà chít ta hòa mu nình đô tăng tê cha sa phô quát tu tê cha gia măng gà la ghi. Na la ghi riêng các cha qua rằng Atimat ta phù tăng đà quát ghi chát Kamasani quát su đà ru nàn tăng mét tầm bú sê ca quý thi nà Chitta wa mu ning do tang te cha sa pho wa tu te cha ya mang ga la ni. Dạ con xin kể. Na la gi ring ga cha wa rang ati ma ta phu tang da wa gi cha kamasani wasudaru nan tang Mettam buse kawitina citta wa munindo tang te jasa phawatu me jaya mangalani nala giring wacaga gaca warang ati mata futang dawat gica kamasani wasudarunantang Metam buse kawitina citawa munendo tang te jasa pawatume jaya manggalani nala giring gacawarang ati mata futang dawak gica kamasani wasudarunan tang Metam buse kawitina citawa munindo tang te jasa pawatu te jaya manggalani. Dạ con xin hết ạ. Con xin nhường mic để cho đạo tràng ạ. Sa thú đại đức tuệ đức à, tuyệt vời ha. Rõ ràng chính xác à, cái dòng kệ này rất là thích hợp, bởi vì coi như đọc từng câu một ha, quý vị thấy kệ từng câu một mà cái này là thích nghi đối với đại đức tuệ đức. Nhưng mà quý vị nghe cái dòng kệ của đại đức tuệ đức ha, quý vị chú ý thế nào à, hai đọc kệ tới ba lần, mà trong ba lần đó cái lần cuối cùng mới là phá quá tú tề. Hai lần đầu phá quá tú mê, mê là ám chỉ cho cá nhân mình, còn tê là ám chỉ nghĩa là phát sanh đến người, tê là đến người, đến tha nhân, còn mê là chính cá nhân của mình. Hai lần trước á, tình tê chất sao phá quá tú mê là ám chỉ cá nhân của mình, rồi cái lần thứ ba mới là phá quá tú tú tê là đến người ta, tức là cái vị này quý vị biết rằng cũng thương mình lắm chứ ha, lo cho mình trước rồi mới lo cho người ta sau ha. Rồi sa thú tuyệt vời. Đây quý vị thấy chữ tê và chữ mê nó khác nhau chứ không có giống nhau ha. Cái gì mà thính nghe thấy cả mấy người đều nghe luôn chứ đâu phải mình cá nhân tôi đâu à, rồi mới giờ mời Sĩ Tâm Phương nè. Ai với Sĩ Tâm Phương là kệ thôi khỏi nói đi, kinh thì còn đọc lắp bắp chứ còn kệ thì tôi khỏi nói. Mời Sĩ Tâm Phương. Dạ con kính lĩnh lễ ngài.
Dạ con cũng đang do dự, con muốn vừa hỏi để con biết là đọc được không, thấy cái bài này cũng hơi khó đấy. Dạ con kính lễ ngài, con xin đọc câu số 3. Na la ghi rin ga cha qua rằng atimatta phù tăng đà qua ghi cát kha ma rằng ni qua su đà ru năng tăng met met tăng bu se khát cha quy thi na chi ta qua mu nin đồ tăng tề cha sa qua pa tu tề cha Chaya Mangala Ni. Dạ con đọc không biết có sai gì. Đức Phật đã cảm thán voi Nagala Di Di đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thán được voi ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ, vậy con xin đọc kệ. Nalagirim gawa warang atimanta putang daga dagi kan kama sani wasudat tunan tang metang buse kawitana jiwa munindo tang te caca puwa tu te jana ya mangalani. Na la girim gawa warang atamanta putang da wan gikan ma masan giwa suda zum nan tang me tang bu se kawithi na chai wa ya munindo tang te chaya papu tang tăng tế cha sa pa wa tu tế ya ma ga la ni. Con cũng hơi có khó mà con cố gắng đọc nha, con có gì sai con nhờ sư sửa giùm cho con nha. Dạ con xin nha. Ồ chị Nhật Quỳnh nè, mời chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Tâm Hương. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, Cải Đức Pháp, Đại Đức Trị Đức. Cùng chư Tân Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, nãy giờ con lặng hơi sâu, bây giờ con mới chầu đền. Dạ, con xin được thử, con xin được trả bài đoạn 3 của 8 Hực Lực. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Na la ghi rim va cha qua rằng ati ma tha phụ tăng đà qua chi cha ca sa ma ni qua su đà ru nan tăng mẹ tăng bu sa ca vi thi na chi ta qua mu nin đô tăng tê ca sa pa qua tu tê ca yết mang ga la ni. Na la ghi rim va cha qua rằng ati ma tha phụ đà qua chi cha ca sa qua ni qua phu qua su đà ru nan tăng mẹ tăng bu sa ca vi thi na chi ta qua mu nin đô tăng tề cha pa qua tu mê cha cha ya mang ca la ni. Chúc Kim Nhung an vui. Đức Phật đã cảm thán voi na la ghi rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thán được voi ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Dạ con xin được kể. Na
Na la ghi dim ya cha qua răng a ti ma tha phu tăng đã qua chi cha cả sa qua ni qua su đa ru nan tăng mẹ tăng bu se cả vi thi na chi ta qua mu nin lo tan te cha sa pha qua tu te cha ya mang ga la ni Na la hi rim cha qua răng a ti mát tha phu tăng đa qua chi cha ca sa man ni qua su đa ru nan tăng mẹ tăng bu se ca vi thi na chi ta qua mu nin đô tan te cha sa pha qua tu me cha ya mang ga la ni Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con đọc có sai con cung thỉnh ngài chỉ ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ, con từ xa lắm con mới chạy về máy. Nãy giờ con nghe trên Facebook ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân mến đến đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con mít thấy, con mới thấy. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị ạ. Ngài có việc, ngài ra ngoài rồi. Dạ, Nhật Quỳnh vừa xuất hiện là ngài rời trung luôn rồi. Dạ, ngài có công việc ở ngoài. Dạ, lúc nãy giờ con Nhật Quỳnh không biết vị nào chưa ân bài. Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị ạ. Đọc hết luôn rồi hả? Văn Thanh đọc luôn rồi hả? Không còn vị nào hết nữa không? Đại Đức Pháp Trang đọc chưa Văn Thanh? Hả? Sư phụ Văn Thanh đọc chưa? Lúc nãy Nhật Bình vào thì nha, Đại Đức Tể Đức đọc, còn không biết Đại Đức Pháp Trang đọc chưa Văn Thanh? Dạ, con được biết là Đại Đức Pháp Trang chưa có đọc bọn ba. Con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. À. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có trước máy không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. À. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh không có ở trước máy, nghe qua Facebook mà cũng bắt chớp vào sáng nên Nhật Quỳnh cũng không có rõ được nguồn cơn. Dạ, giờ thì sư đã đi ăn sáng rồi. Nên là bây giờ thì kính mời đạo tràng, vị nào còn muốn ôn bài thì xin đưa bàn tay của mình lên, hoặc muốn chia sẻ sự hiểu biết của cái câu số 3 này thì đưa bàn tay lên. Dạ, trong lúc ngài Trí Đức bận việc ở dưới đất rồi. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À. Ồ, mến chào Hồng Mai. Mời Hồng Mai nha. Dạ, con kính đảnh lễ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Kính chào toàn thể đồng tràng. Dạ, con xin sắp hối vì vô trễ nên không có vô room. Nhưng mà thấy không có ai nên con phải vô room thôi. Dạ, con xin lập bài. Dạ, chị Tâm Hạnh hay chị Nhật Quỳnh post bài giùm em đi ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Na la ghi rin ga cha wa rang a ti mat ta phu tang da wa ghi chak ka ma sa ni wa su da ru nan tang net tang vu se ka vi thi na chi ta wa mu nin do tang te cha sa pha wa tu te cha ya mang ga la ni Na la ghi rin ga cha wa rang a ti mat ta phụ tăng đà quát ghi chắc cá ma sa ni quá su đà ru nan tăng nét tăng vu se ca vi thi na chi ta wa mu nin đô tăng tề cha sa phát tu tề cha gia năng gia la ni Đức Phật đã cảm thắng voi na la ghi rí đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét
Nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy, do nhờ vật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Nalagiring gachawarang atimatta phutang dawang chichak kamasani wasudarunantang natang buse kawitina chitawa munindo tante chasa fawatute chayamangalani. Na la giring a chawarang a timatta phutang da wangi chakka masani wasudaru nantang netang puse kawitina chitawa munindo tante chasa fawatute chaya manggalani. Ya, anh đã đọc xong cái gì sai. Xin trước là đạo tràng chỉ sửa dùm là xin cảm ơn đạo tràng ạ, cảm ơn người phần đã post lại. Dạ em xuống nước ạ, xin mời bị kế tiếp. Dạ sa thủ kính cảm ơn Mai. Dạ Như Quỳnh xin lỗi Như Quang nha. Như Quỳnh nghe Hồng Mai kêu quất bài lật thật quá thì Như Quang cũng quất bài, xin lỗi Như Quang. Mai Như Quang ở trong room nãy giờ, dạ xin lỗi Như Quang. Dạ cảm ơn. Bữa Như Quỳnh kính mời đầu tràng, nếu vị nào còn muốn ông bài thì xin đưa bàn tay mình lên. Dạ trong khi chờ đợi. Dạ con không biết giờ đại đức tại đức có trước máy không bạch sư. Dạ đại đức có trước mặt. Mình có lỗi thì mình xin lỗi chứ, luôn là phải biết mình có lỗi chứ. Dạ Hồng Mai cầm mít giùm Nhật Quỳnh chút xíu nha Hồng Mai. Hai tâm hư gì cũng được vậy nè, cầm mít giùm Nhật Quỳnh. Dạ. Chị Nhật Quỳnh bận cho nên quý vị nào chưa có đọc bài xin mời đi giơ tay ạ. Xin mời quý vị Phật tử ạ. Dạ xin mời mọi người ạ. Đừng có để cái khoảng trống nó không có được sinh động. Xin mời những vị nào đã đọc xong thì muốn đọc lần nữa thì xin mời ạ. Cảm ơn Hồng Mai rất là nhiều. Dạ, đỡ mất giùm Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Nếu vị nào có muốn đọc thêm thì có thể đọc thêm. Dạ, thôi bây giờ thì không có bàn tay người nào thì mình tự biên tự diễn đi ha. Rồi, Nhật Quỳnh, mời Như Quang cho Nhật Quỳnh bài học đi, Nhật Quỳnh đọc lại. Lúc nãy Nhật Quỳnh mới vừa trả lời mãi thôi. Bây giờ chắc quý sư bận hết rồi. Dạ, Như Quang cho bài ha. Dạ, Nhật Quỳnh xin được đọc lại. Đâu, rồi, cảm ơn Như Quang. Na la ghi điểm ya cha qua rằng atima tha phụ tăng đà qua chi cha ca samani qua su đà ru nan tăng mẹ tăng vô sẽ ca vi thi na chi ta qua mu ninh đô tánh tê cha sa phật qua tu tê cha ya mang ga la ni na la ghi điểm ya cha rằng atima tha phụ tăng đà qua chi cha ca samani qua su đà ru nan tăng mẹ tăng vô sẽ cả vị thi na chi ta qua mu ninh đô tành tề cây cha gia măng gà la ni. Dạ lúc nãy con nghe ngài chỉ đức nói sư đại đại đức tuệ đức đọc hai lần mê và một lần tê. Dạ con hôm trước con cũng nghe quý sư chia sẻ là
Tê là cho mình, mà tê thì cho mọi người nên đọc một lần này một lần kia. Dạ. Bây giờ con xin được kể ạ. À. Na la yirim gacha wa rang ati ma ta pu tang đa qua chi cha cà sa man ni qua su đa ru than tăng mẹ tăng bu sa cà vi thi na chi ta qua mu ni đơ tăng te cha sang a ni na la ghi rim gà cha qua răng a ti mát ta phu tăng đa qua chi cha cà sa qua ni Wa su da ru nan tang Mẹ tăng bu sê ca vi thi na chi ta wa mu nin đơ tan te cha sa pha wa tu me cha ya măng ga la ni Đức Phật đã cảm thắng voi na la ghi ri đệt cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét nhờ rải lòng từ bi mà đức chánh biến tri đã cát cảm thắng được voi ấy, do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến người. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không biết Ngài Trí Đức có trở lại đạo tràng chưa? Nếu Ngài trở lại đạo tràng, Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính nhân bích đến Ngài ạ. Dạ, vậy là Ngài cũng chưa trở lại đạo tràng. Dạ, sa thú con kính nhân bích đến Ngài. Alo, 1 2 3 1 2 3. Xích Tâm Phương đưa bàn tay, có muốn đọc nữa hay không, ai có ý kiến gì? Alo, Xích Tâm Phương, cái bài học mà Xích Nhật Quỳnh đưa lên á, được sửa hai chữ hả, chữ phu tăng câu đầu tiên và câu số 3, mấy tâm vú xề chứ không phải mấy tăng nữa ha. Bởi vì chữ âm bú có nghĩa là nước, mà nước á là do cái sự mát mẻ của tâm từ, cho nên mấy tâm bú xê cao quý thi na. Chữ e cá, xê cá có nghĩa là rải là tới, âm bú xê cá, âm bú xê cá là rải là tới nước. Mà rải tưới nước bằng cái gì? Metta tức là tâm từ. Thì cái câu số 3 hả, quý vị đừng có đọc mấy tăng ha, mà mấy tâm bút xê cao quý thi na, đó là một. Rồi câu đầu tiên là atimat ta phu tăng, mà phu này là bê bò chứ không phải bê phở. Chị Nhật Quỳnh đưa lên thì có hai chỗ mà chúng ta cần phải chỉnh, chứ không nhiều khi người ta nói chữ phu tăng mà bê phở thì ý nghĩa là sao. Chữ âm bú là nước này, xê cá là tưới này, tưới nước. Mấy tâm chắc mấy tâm bú xê cao quý thị nà, chỉ có hai chỗ đó chúng ta phải chỉnh lại ha. Phu tăng nó dính liền nhau chứ không có rời. Phu tá có nghĩa là chúng sanh hữu tình. Rồi bây giờ chúng tôi đọc ra một lần nữa, bởi vì quý vị thấy rằng cái cách đọc này hơi khó ha. Chúng tôi đọc lại lần nữa, quý vị suy nghĩ rồi chúng ta thảo luận về cái đoạn này. Na la ghi rình ca cha quả đặng a ti mắt ta phụ tàng đạo ghi chắc ca ma sa ni quá su đà rú nành tăng mây tâm bú xê ca vi thi na chi ta hoa mu đô tăng tê cha sa phô quá thu tê cha ya măng ga la ni. Tại thuộc lòng cho nên đọc nó nhanh, còn quý vị thì chưa thuộc đọc nó hơi khó khăn chút, chậm ha. Nếu mà chậm thì quý vị đọc hai câu thôi.
na la ghi rin ga cha wa rằng a ti ma ta phu tăng đà quá ghi chắc ca ma sa ni quá su đà ru nành tăng mê tâm bú xê ca quý thị na chi tóc hòa mu nin đô tần tề cha sa phô quá su tề chi giam măng ca la ni. À, như vậy thì quý vị thấy chưa, hai nó dễ đọc hơn. Còn cái giọng kệ thì quý vị cứ đọc một cách bình thường, đừng có phải cố gắng làm gì hết, cứ đọc bình thường từng câu một thôi, đừng có đọc nhiều câu chia sẻ nó mệt. À. Na la ghi rin ga cha wa rang na ti mat ta phụ tăng đà quán ghi chắc ca sa ni hòa su đà ru nán tăng mê tâm bú xê ca quý thi na chi ta hoa mu nịn đô tân tê cha sa pha hoa tu tê cha gia măng ga la ni. Quý vị cứ đọc một cách chậm rãi bình thường, đừng có cố quá, thành ra quá cố. Cái đọc một cách bình thường. À, như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành ha. Đây là một sự trải nghiệm chính bản thân của Đức Phật khi bị một con voi hung dữ tên là Nalagiri được vua Asathe cho uống rượu thật là sai, rồi với mục đích thả con voi này ra để giết Đức Phật, trong khi Đức Phật với Duy Tăng đang đi khất thực. Thì Đức Phật qua sự tu tập của Ngài trong vô lượng kiếp ha, Ngài đã đầy đủ 30 pháp 35 mật mới trở thành một vị toàn giác. Một vị bích chi hay là độc giác thì chỉ có 20 pháp 35 mật, mà một cái vị mà thinh văn giác thì chỉ có 10 pháp 35 mật. Ở đây đã là một vị Phật toàn giác thì Ngài đầy đủ 30 pháp 35 mật. Mà trong 30 pháp 35 mật đó thì Ngài đã sử dụng Metta Parami, tức là tâm từ 35 mật. Với tâm từ 35 mật này, Ngài đã khống chế, Ngài đã dùng cái từ tâm của mình hướng về voi Nalagiri. Và sự mát mẻ này đã làm cho con người hung dữ như vậy nó dịu lại và bước vào trong cái từ trường, trong cái vòng hào quang của Đức Phật, thì tự nhiên nó mát mẻ và nó quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, để dùng cái vòi của nó hút những cái bụi nơi chân của Đức Phật. À, tỏ ra một con voi rất là hiền lành. Thì trên cái hành động của Đức Phật như vậy đã cảm thắng được, đã chế ngự được, đã thu phục được con voi Nalagiri trong khi nó đang giận dữ như vậy. Thì còn chúng ta, chúng ta khi mà gặp một người mà giận dữ, một cái người mà sân hận, một cái người mà họ đến với mình và đem những cái sự quan trái, đem những cái phiền não đến với mình, thì chúng ta xử sự như thế nào? Như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất, người ta nói Ngài có một cái đức tính từ bi, có một cái đức tính nhẫn nại, tức là không bao giờ sân hận, thì nói là một chuyện, thử là một chuyện khác. Cho nên có một ông Bà La Môn, ông Canh Ma, khi mà Ngài Xá Lợi Phất đang đi khất thực như vậy thì ông tiến lại phía sau lưng, đi phía sau đập một cái thật mạnh vào vai của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài cũng chẳng có quay lại, mà Ngài cũng tỉnh bơ ngỡ, ủa cái gì vậy? Rồi cái ông Bà La Môn này, người ta nói thử như thật sự là Ngài tỉnh bơ, không có giận hờn, mà còn hỏi cái gì vậy? Anh ta cảm thấy nóng nảy, khó chịu, bởi vì đối gặp một cái vị thánh, một vị A-la-hán, một vị thượng thủ tinh văn,
với hành động sai trái như vậy thì anh ta cảm thấy rằng nó quay ngược lại giống như lửa đốt trong người, nóng nảy, khó chịu, bực bội, nghĩa là anh ta lật đật chạy trước, quỳ xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài nhìn ông ta cũng chẳng có bà con quen biết gì hết, mà ông ta muốn thử thôi. Và ngài xá cho cái lỗi lầm đó. Rồi ông ta mới đói công chuộc tội, thỉnh ngài về để bát rồi cúng dưỡng, để mà có những cái hành động sai trái vừa rồi ngài cũng đồng ý thôi, đâu có giận hờn gì. Đối với chúng ta thì bị đập như vậy ha, nó đập mình vậy rồi, cái bây giờ anh xin lỗi, bây giờ mình tới nhà nó không biết nó âm mưu gì nữa đó. Đối với phàm phu chúng ta thì sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất tỉnh bơ, thỉnh để đi, hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo, đi liền tới để bác xong rồi. Ngày anh ta cũng đưa ngài đi một đoạn đường về chùa. Rồi khi từ giả về thì coi như dân chúng phẫn nộ, sao đánh ông thầy tôi, sao đánh ông sư của tôi, sao mà coi thường tôn giáo của tôi, tức là có ý muốn đặt ông Bà La Môn đó. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, cái chuyện đó ông ta đối với tôi, đối với đâu có quan hệ gì đâu, ông ta đánh mà tôi đã tha thứ rồi thì còn gì mà phải giận hơn nữa. Và thế là ngài hòa giải. Thì nhưng mà gặp trường hợp như vậy, Đức Phật gặp con voi Na La Ghi Rí, ngài Xá Lợi Phất gặp ông Bà La Môn Tà Kiến, muốn thử ngài như vậy. Còn đối với chúng ta thì sao? Chắc chắn là có qua có lại mới trả lời nhau. Alo, bây giờ hỏi quý vị trong cuộc sống, quý vị đã gặp những cái trường hợp nào mà quý vị cảm thấy Bồ Đề Gai trong chính bản thân mình nổi lên không? Còn 6 phút nữa, xin nghe một ý kiến. Rồi, mời xin Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân ngài và cảm ơn Thiền Vũ Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con ngồi con nghe ngài kể, con nhớ cái chuyện hồi xưa của con mắc cười lần xưa lắm rồi. Hồi thở con chừng 20 mấy tuổi rồi, con đang mang cái bụng bầu to, con đi vậy, tự nhiên một chiếc xe đằng sau nó chạy tới, không biết mặt mũi nó ra làm sao mà không biết gì hết, đánh con một cái bùm, trên dài còn thiếu điều chúi cái mỏ xuống luôn. Ôi giời ơi, không có thấy người đâu hết, mà nó đau quá, tức quá, về nằm mà khóc quá chừng là khóc luôn, tức quá tự nhiên sao mình bị đánh. Nhưng mà bây giờ khi mà học Pháp rồi, mình thấy không có cái gì tự nhiên hết. Không biết đời nào mà mình đánh người ta, bây giờ ta đánh lại trừ thôi. Dạ, nó mở phút thai giá thần kính nhân minh đến ngày ạ. Xà thu, một câu chuyện của sư Nhật Quỳnh cũng nói lên nội dung của bài học chúng ta đang học ngày hôm nay. Xà thu. Trong cuộc sống thì chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề, nhưng mà đùng cái không nhớ thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng rồi quý vị sẽ thấy rằng cái bài học này, cái đoạn kinh này sẽ áp dụng cho cuộc sống chúng ta rất là nhiều. Bởi vì quả nó đến và chúng ta tiếp cận với nó. Nhưng mà thử coi cái tâm của mình trong cái sự tu tập có được an vui hay không, hay là cái tâm của mình khi đụng chuyện như vậy rồi chúng ta cũng sân si như người khác, thì như vậy sự tu tập của chúng ta chẳng có kết quả gì hết. Khi đối cảnh sinh tình thì tâm của chúng ta phải nhạy bén, biết
cái cảnh đó, cảnh tốt hay cảnh xấu, và mình có phan duyên theo cái cảnh đó hay không. Tức là người ta ai sao tôi vậy, cái đó là chết ngắt rồi. Bởi vì họ sân hận mà mình cũng bất chước, mình khùng theo người ta. Quý vị thấy chỉ có ham vui, thỏa thích với cái điều mà mình không có làm. Ví dụ dòng họ Thích Ca đánh bắt cá, thì Đức Phật của chúng ta cũng là dòng họ Thích Ca, không có tham gia nhưng mà cũng hoan hỷ. Thấy người ta câu cá, bắt được cá to thấy cũng vui, rồi bắt được mẻ lưới nhiều thì thấy cũng hoan hỷ, cũng thích. Mà chúng ta thấy chính Đức Phật thỉnh thoảng cũng bị cái bệnh nhức đầu, bị theo cái việc ác, là mình cũng bị cộng nghiệp trong đó. Thời gian trôi qua, trên tinh thần học hỏi của quý vị, đối với cái câu Phật lực này, đây cũng là một cái phước duyên rất lớn. Trước tiên là kính dâng cái quả phước này đến Ngài Hòa Thượng Tịnh Đức. Ngài hiện giờ đang lâm trọng bệnh, đã về chùa Đạo Quang rồi, nhưng mà sức khỏe không được tốt. Thì chúng ta do học pháp hướng tâm về Ngài, cầu cho Ngài được thiểu bệnh khinh nan, tai qua nạn khỏi, tật bệnh sớm được tiêu trừ. Và một phần nữa thì chúng ta hướng về thân mẫu của Thượng Tọa Quán Không. Ngày hôm nay là ngày Thượng Tọa Quán Không đến với đạo tràng của chúng ta, nhưng mà thân mẫu tuổi cao sức yếu, ở Huế thì quý vị biết lạnh lắm, thì vì chữ hiếu về với mẹ trong những cái giây phút cuối của cuộc sống, gần đất xa trời mà, thì chúng ta thấy cái tấm lòng của Thượng Tọa Quán Không như vậy, thì đạo tràng của chúng ta cũng hướng tâm để nguyện cầu phước lành mà chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật, và hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của Thượng Tọa Quán Không được tai qua nạn khỏi, tật bệnh sớm được tiêu trừ. Và thời gian sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hỗ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quan lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hỗ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa ba da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ.